Chỉ bằng một câu nói, Negav thổi bay sức hút của Anh Trai C2. Negav tên thật là Đặng Thành An, từ năm lớp 9 anh đã bắt đầu viết rap. Tên tuổi của Negav gắn liền với những ca khúc như Ngủ Một Mình, Chăm Sóc Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội. Tham gia Anh Trai C2, Negav gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài điển trai và những màn trình diễn ấn tượng. Anh còn được gọi bằng những danh xưng như rapper thiếu gia hay nghệ sĩ giàu nhất Anh Trai C2. Thế nhưng sau concert của Anh Trai C2 diễn ra vào tối 28 tháng 9, khán giả chỉ còn nhớ tới anh và chương trình qua câu nói "Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Rất nhiều người khi biết câu chuyện Negav từng học đại học vài tháng nhưng sau đó thuyết phục gia đình cho ngưng việc học để tập trung theo đuổi đam mê với âm nhạc. Không phủ nhận rằng anh cũng đã đạt được một số những điểm sáng nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đông đảo khán giả cho rằng phát ngôn của Negav tác động xấu tới giới trẻ, cổ vũ hành vi bỏ học, trong khi phần lớn người xem tại concert Anh Trai C2 cũng như fan của chính anh đều đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Một số người vẫn tỏ ý bênh vực Negav, cho rằng rapper này chỉ đang vui quá mà lỡ miệng trên sân khấu. Nhưng để làm một nghệ sĩ, một người của công chúng, việc kiểm soát cảm xúc và phát ngôn là điều cần có. Sự lỡ lời của Negav qua chương trình vừa rồi cho thấy anh chưa đủ kinh nghiệm, kỷ luật và cả sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ. Sau ồn ào phát ngôn trên, Negav đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi. Khi sóng gió chưa tạm yên, một loạt những ồn ào trong quá khứ của anh bị khui lại. Công chúng phát hiện ra anh có mặt trong một nhóm Facebook thường chia sẻ những nội dung nhạy cảm. Nam rapper này trong quá khứ từng có những bình luận khiếm nhã về đàn anh, đàn chị, mang tính phân biệt vùng miền trên mạng xã hội. Những ồn ào trên không chỉ thổi bay hình ảnh út khờ mà Negav xây dựng, mà còn khiến cả chương trình Anh Trai C2 bị ảnh hưởng. Concert của chương trình vốn được đầu tư kỹ lưỡng, được đánh giá cao cả về chất lượng nghệ thuật cũng như quy mô tổ chức. Song sau đêm concert, điều công chúng nhớ tới không phải sự đầu tư khủng của chương trình, không phải con số khán giả góp mặt dưới khán đài, mà lại là những tranh cãi về một câu nói của Negav. Trên khắp các diễn đàn mạng, hình ảnh của Anh Trai C2 sau mấy tháng trời lên sóng cũng lu mờ bởi phát ngôn của nam rapper này. Trước đó, nhiều người kỳ vọng concert Anh Trai C2 sẽ còn tiếp tục được tổ chức ở Hà Nội với quy mô và chất lượng tương tự. Thế nhưng giờ đây, một bộ phận lớn khán giả bày tỏ sự khó chịu, thậm chí không mong muốn concert được tổ chức tại Hà Nội. Những người này lo ngại rằng khi concert tiếp tục được tổ chức sẽ gợi lại những cảm xúc tiêu cực cho khán giả về màn lỡ lời của Negav trước đó. Một số khán giả khác nuối tiếc chương trình và bày tỏ mong muốn nếu concert tiếp tục được tổ chức sẽ không có sự tham gia của Negav. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi trước đó phát ngôn của nam rapper này đã gây ra tranh cãi cho khán giả, đem lại cảm xúc tiêu cực cho nhiều người xem chương trình. Đặc biệt, phần đông khán giả theo dõi chương trình là các bạn trẻ đang ở lứa tuổi cần chú tâm học tập, trau dồi trí thức. Những phát ngôn thiếu cẩn trọng từ những người mang danh nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới công chúng, nhất là những người hâm mộ họ. Tuy nhiên, việc khán giả bắt đầu mất thiện cảm với Anh Trai C2 không hoàn toàn do phát ngôn của Negav, đó còn là thái độ của ban tổ chức chương trình trước sự việc nói trên. Là đơn vị tổ chức chương trình, nhưng ekip Anh Trai C2 đến nay hoàn toàn không có bất cứ động thái phát ngôn nào về sự việc. Trên fanpage của chương trình, đội ngũ truyền thông của Anh Trai C2 vẫn tiếp tục tung ra những thông tin về những màn biểu diễn của các anh trai khác trong concert hoặc những dòng trạng thái bày tỏ sự cảm ơn tới những nhà tài trợ và hoàn toàn không đề cập tới Negav hoặc sự cố vừa rồi. Điều này khiến không ít khán giả cho rằng ban tổ chức đang cố tình làm ngơ sự việc, phớt lờ phản ứng của dư luận về thiếu sót trong chương trình của chính mình, về một cá nhân họ từng dành nhiều đất để lăng xê. Trên TTXV, nhà văn hóa Ngô Hương Giang nhận định, ban tổ chức Anh Trai C2 cần giải trình với cơ quan chức năng quản lý văn hóa, cần có trách nhiệm xã hội của một đơn vị truyền thông và đưa ra quan điểm phản hồi về sự việc nói trên. Theo ông, việc ban tổ chức chương trình cố tình im lặng là điều khó có thể chấp nhận được. Được biết, từ cách thể hiện ra bên ngoài, nhiều người nhận định Negav phải là con nhà giàu nứt vách. Như ở những sự kiện giải trí, Negav luôn vác lên người cây đồ hiệu xa xỉ, ngay cả phụ kiện đi kèm như chiếc vali cũng phải đến từ thương hiệu đắt đỏ, giá 300 triệu. Chưa kể bộ sưu tập đồng hồ giá tính hàng tỷ đồng, thậm chí là chục tỷ mà Negav thay phiên mang tới những sự kiện khiến ai cũng phải lác mắt. Với những buổi phỏng vấn trước truyền thông, Negav không ngại tự bốc giá outfit trên người lên tới 100 triệu đồng. Ngoài ra, khi nhận xét về Negav thì các đồng nghiệp xung quanh luôn dùng chữ giàu như một mẫu số chung. Ngay cả Lý Nhã Kỳ, Trấn Thành, những người được xem là đại gia của Vbiz cũng phải trầm trồ xin vía từ Negav. Vì những hình ảnh hào nhoáng của Negav nên câu hỏi về gia thế của nam rapper luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Có không ít thông tin gia đình của Negav sở hữu khối tài sản khủng với chuỗi khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Chưa hết, Nhiều fan còn flex hộ Negav khi lan truyền thông tin bố mẹ nam rapper là chủ của một trung tâm thương mại và Negav đích thực là thiếu gia ở sự vận hạnh. Những thông tin này được nhiều người truyền tai nhau và vô tình trở thành profile khủng khi người ta nhắc về Negav. Còn từ phía nam rapper chưa bao giờ thừa nhận, nhưng quan trọng hơn là phủ nhận thì cũng không. Cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của Negav khi nhắc tới những vấn đề này cũng khiến cư dân mạng có cái nhìn mập mờ, không rõ ràng về sự giàu có của nam rapper. Thành viên kiêu năng cứ thế chìm trong sự tung hô ngưỡng mộ của không ít khán giả, cho tới khi mọi thứ dường như không còn hợp lý nữa. Kể từ khi ồn ào Negav nổ ra, những câu hỏi về gia thế thật sự của Negav trở thành chủ đề được quan tâm. Theo ghi nhận của chúng tôi, căn nhà mà bố mẹ của Negav đang sinh sống nằm trong khu phố yên tĩnh trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà cao 3 tầng, cấu trúc khá đơn giản như những căn khác trong khu phố. Theo người dân sinh sống tại khu phố, Negav sống ở đây từ khi còn nhỏ và vì tính chất công việc nên đã dọn ra riêng, thỉnh thoảng có về thăm bố mẹ. Tầng trệt của căn nhà được gia đình sử dụng để kinh doanh nhưng hoạt động khá kín đáo, không có bảng hiệu. Gần nhà của Negav có một vài nhà nghỉ, khách sạn đang hoạt động. Khi hỏi nhiều người sinh sống tại khu phố về chuỗi khách sạn của gia đình Negav thì mọi người đều trả lời không biết hoặc không rõ. Người dân sinh sống khu vực quanh nhà của Negav cho biết những khách sạn, nhà nghỉ ở đây chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ và bình dân. Có người chia sẻ cũng nghe được thông tin Negav giàu có và sở hữu chuỗi khách sạn trên mạng xã hội nhưng hoàn toàn không biết nằm ở đâu trên đường Sư Vạn Hạnh. Một người dân khác còn tỏ vẻ bất ngờ trước thông tin gia đình Negav có chuỗi khách sạn. Trước đó trên trang cá nhân, mẹ của Negav cũng thường xuyên chia sẻ công khai không gian bên trong tổ ấm lên mạng xã hội. Thông qua những hình ảnh mà mẹ Negav đăng tải, có thể thấy không gian ngôi nhà được trang trí ấm cúng theo kiểu gia đình thông thường. Khu vực phòng khách cũng trưng bày đồ dùng và nội thất giản dị, không phải những món xa xỉ. Ngoài bố mẹ thì người thân và anh em của Negav cũng sinh sống tại đây. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Negav từng thổ lộ về gia cảnh của bản thân. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng tôi không phải đứa trẻ được nuông chiều, muốn gì có đó. Từ nhỏ mẹ đã dặn tôi rằng nếu muốn mua món đồ mình thích thì phải tự kiếm tiền. Tôi luôn nhớ điều đó và tự nhủ, sau này phải kiếm thật nhiều tiền. Bây giờ tôi đã có thể tự mua được món đồ mình thích. Thật ra bố mẹ cũng tiếc tiền khi thấy con trai xài đồ hiệu, nhưng tôi cũng giải thích quần áo, phụ kiện, chủ yếu để phục vụ công việc, xây dựng hình ảnh mà thôi.